Gold, please. Yes. Liên luận, ok. Vâng, đít phát tiếp theo. Lại đánh lại. Mệt mỏi. Vâng, rất là mệt mỏi. Vâng, bài này thì dừng được. Lại là góc 12 giờ, có hiêu, có quả. Anh em quay đây, hiêu đừng có nhảy vớ vẩn. Bầy hiêu 7 con, đừng có nhảy vớ vẩn. Vâng, nhảy vớ vẩn thịt luôn. Vâng, chiếc BG, lãi quả 6 cây. Bầy hiêu là bầy hiêu 7. Tí lòi ra thêm một con cây quả ở trong rừng thì đẹp. Vâng, bài này thấy được ấy, nhìn bài là thấy được. Vâng, ngồi cái ghế này nó không quen lắm. Ghế như kiểu trong quán cà phê mà ngồi kiểu ba ấy. Cái chỗ kệ ba mà các bạn có một cái ghế lưng lửng mà tròn tròn mà xoay xoay và kê mông lên ấy. Cái này hơi đau lưng tí. Yêu phải có cái, phải yêu cầu bao trước cho mọi ghế nó mắc binh. Ngồi nó vừa phải, vừa cầm chuột chỉnh được tỉnh số, vừa làm tất cả mọi chuyện thì nó sẽ hay hơn. Thế này là vẫn hơi khoai, vẫn hơi mỏi lưng. Vâng, bãi quả là 7 cây. Xin lỗi bạn, là bãi quả là 6 cây, bầy hiêu là 7 con. Những cây gỗ 75 rất gần nhà, thêm cánh rừng nữa. Rừng mắc binh rồi. À vâng, bạn Trần Nhật Đức nói câu chuẩn, ghế min binh. Cạn lời. Tôi có nét cạn lời. Vâng, dân nó đang bị hiêu đang bị vướng dân, nhưng cuối cùng cũng về được con đầu. Hơi xa xôi. Có thêm cả cánh vâng, một cánh rừng dừa nữa. Về rừng và về thế nhà là tôi thấy là nó rất là mắc rồi. Bây giờ còn mỗi đồ ăn thôi. 12 giờ xe đạp loanh quanh xuống phố. Bãi quả phụ hiện ra, 12 giờ. 12 giờ. Xe đạp loanh quanh xuống phố. Vâng, rừng thì rất đẹp rồi. Còn cái bãi vàng với cả cái bãi đá nó chắn mất vị trí đặt S đẹp nhất trong cái cánh rừng già này. Tôi vẫn đang muốn xem quả 12 giờ. Biết đâu bất ngờ lại có đôi voi. Tôi biết đâu mà bất ngờ hơn nữa thì nó sẽ là bãi quả phụ. Vâng. Hiêu lại chết dở hơi. Vẫn chưa thấy gì. Đây là tơn giò lên 12 giờ. Định mệnh tới từ game thủ không được khóc. Hiện con nhà bà hồn. Không có gì. Lại là bài nghiệt về đồ ăn. Vâng, xin cảm ơn anh Hà Đức Thuận. Đây rồi, quả phụ đã thấy. Cắt dần ra nào. Có voi. Voi này chắc đóng ép ăn thôi chứ. Voi này mà câu sợ nông dân chết giữa đường mất không ổn. Vâng, ăn quả phụ đã đóng ép ở cánh rừng nào đó. Sau đó câu con voi về là đẹp. Mình nghĩ như vậy là hợp lý nhất. Map này cũng là map mà không được khóc nên đánh nhiều dân để ép đời cho nó chuẩn. Đánh ít dân bài này là hơi khoai. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Đại Ca 193. Map này em đánh rồi. Bạn nói thế mình cũng không biết trả lời cái gì nữa. Vì thực ra bạn đánh rồi thì thực ra nó cũng không liên quan gì đến cái trận đấu này lắm. Thực ra thì map đánh rồi hay map đánh không thì bây giờ đã hiện ra bài rồi. Bài như này ép nó chỉ được ở cái tầm trung bình khá thì nó khóc thôi. Nó cũng chả thể nào hơn được. Ép thế này là cố gắng lắm rồi nó khóc rồi. Rồi, một voi. Ép ở cánh rừng dừa nữa hay không? Mình nghĩ vẫn nên làm ép ở cánh rừng dừa nữa. Nó bo BBM ở mặt đó. Thì có lẽ là ép để tí nữa đóng cũng được. Còn tùy vào cách ép đời của khóc thôi. Nhưng về thế thì nó là hòm hòm ổn ổn rồi. Nói chung là mình thích cái kiểu là liều, ăn được nhiều. Phiêu, bay. Bay của Thu Minh ấy. Đấy. Đóng.
Phụp. Ờ, chưa thấy có gì. Đội bạn lên đợi là khá muộn. Cộng thêm một dần dành cho khóc. Đóng BA, thậm chí cộng dần nữa cho nó mát. Rồi, đóng S ở khu vực này. Kích đời, 27 dần, quấy 10. Và ép đời khá tốt của khóc rồi. Cái gì anh cái gì Nhung Vượng, anh hỏi cái gì đây? Đấu thế này bên nào hết người là kết thúc giải. Đúng luôn. Đấu thế này bên nào hết người trước là bên đó thua. Bên nào còn người là bên đó thắng. Hình như vừa nhìn thấy dân của chú Giải. Khóc đang cho một dân đi dò nhà chú Giải. BA tiếp theo. 1E. Chặt gỗ chị em ơi. Bơ, chặt gỗ trên đây mà sao nhiều thực thế? Vâng, chú Giải tạm dừng. Yes, 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 please. Vâng, lại còn chim lợn xin Linh YouTube đi nữa. Vâng, Linh YouTube thì bọn em uống nước, vâng, uống trà đá và ăn quẩy để bình luận và mang lại hình ảnh cho các anh thôi. Bao năm trà đá và uống, vâng, bao năm ăn quẩy uống trà đá rồi bây giờ muốn non bò húc cơ. Vâng, khoai quá, anh nói thế thì khoai quá. YouTube tức là bên chúng em không thể thu phí được. Không thu phí thì răng nó khoai. 5A thì khóc với bài vừa ăn hoang. Tôi thấy ăn hoang thôi chứ không phải vừa ăn hoang vừa đóng ruộng. Chưa có cái ruộng nào cả, một cái ruộng cho cò. Vâng, anh Nhung Vương này anh vẫn chưa hiểu ra cái vấn đề. Anh ấy bảo là 6 tuần là kết thúc. Ai bảo 6 tuần là kết thúc giải? Mắc binh của giải này là không biết bao nhiêu tuần. Vâng, cứ bên nào hết người là kết thúc giải. Nên là anh bảo là 6 tuần kết thúc thì cũng không phải. 6 tuần kết thúc chỉ trừ khi khóc loại đủ 12 game thủ đối với phương, hoặc là chú Giải loại đủ 12 game thủ của Việt Nam thì là 6 tuần kết thúc giải. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Không thể biết được rằng là bao giờ kết thúc giải này nữa. Min là 6 tuần, còn mắc là 12 tuần. Chỉ biết thế thôi, còn không thể biết được là bao nhiêu tuần chính xác. Vâng, chúng ta hãy cùng xem. 2 tuần đẩy, chúng ta yếu lắm rồi. Đừng bắn e chú Giải thì là thắng. Đừng bắn e chú Giải chắc là thắng đấy. 3 tơn. Tơn 4 vẫn đều dành cho khóc. Và các bạn phải hiểu rằng là một tuần thi đấu vào ngày thứ 3 và ngày thứ 5. Xin thưa với cả các bạn. Vâng, chú Giải có 1 và 2, 3 rồi. 1-0 trong kèo AC dành cho game thủ đại diện cho Việt Nam trong buổi khai mạc. Ngày khai mạc của giải đấu AFC Trung Online lần 2 năm 2017. 1-0 dành cho khóc, 1-0 dành cho Việt Nam ở kèo ACDN, kèo cuối cùng trong ngày hôm nay. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây.